Cô thì năm nay cũng cao tuổi rồi, từ ngày về hưu đến giờ là ngồi bán hàng nước này. Cách đây mấy năm mà cô cũng tự nhiên là cứ đau đầu, xong rồi mặt mũi là chóng mặt. Lúc mà cô bị bệnh ấy, là khách người ta đến là chân tay cô chậm chạp mà đầu óc nó cô quay cuồng, cô không tập trung được bán hàng. Khách người ta buổi trưa người ta muốn uống cốc nước để người ta nghỉ ngơi xong người ta đi, nhưng mà mình không làm nhanh được theo người ta bỏ đi hết. Có bác sĩ làm ở bệnh viện gần nhà cô nên ra thấy cô như thế, ra uống nước thấy cô như thế thì giới thiệu cho cô cái sản phẩm mà là viên sủi của Lalohead này, bảo cô uống vào thì nó sẽ cô thấy là cải thiện tốt hơn mà cô sẽ thấy thoải mái, sảng khoái. Thế là cô cũng bảo là lấy cho cô cũng mua. Nhưng mà ngược lại trước đấy là cô cũng đi khám thì người ta bảo cô là hiện tượng của tiền đình. Thế tiền đình là cô mới dùng, thấy bảo tiền đình thì cô lại bác sĩ đấy bảo giới thiệu sản phẩm này thì cô cũng dùng vào là thấy là nó cũng hợp với cả tiền đình, là cô uống cô thấy cải thiện tốt. Sau khi là cô được dùng cái sản phẩm này thì bây giờ sức khỏe cô cải thiện lại, thì khách khứa đến, mọi người nhất là thanh niên đến uống nước thấy cô nhanh nhẹn mừng cho cô, vui vẻ. Đấy, bây giờ là cô rất là khỏe rồi, chân tay là minh mẫn, khỏe mạnh. Cùng lứa tuổi như tôi ấy mà có hiện tượng tiền đình ấy thì nên dùng cái sản phẩm này để cho sức khỏe mình được cải thiện. Già rồi con cái nó đỡ phải vất vả về mình.